có nhiều đứa cuối cùng rồi, từ đứa thứ thứ năm là đứa cuối cùng, bây giờ đứa biết nhiều người. Bánh đợi Mỹ Sơn nha mọi người, nhưng mà hôm nay tụi mình hơi xui, gặp đúng ngày bão đổ vô cho nên mưa rất là lớn. Đây là sơ đồ, tới thì nếu mà tới đây thì các bạn nên coi qua cái sơ đồ của thánh địa Mỹ Sơn để mình nắm rõ cái những cái điểm mà mình muốn đi đó, ví dụ vậy á, nắm rõ trước, mình hình dung trước. Bây giờ thì tụi mình sẽ chờ xe điện đưa vào trong, thì mưa này chắc. Ủa mọi người đi đâu hết rồi? Đi toilet, chị có đi toilet không? Không. Mình đang đứng tại nhà ga của thánh địa Mỹ Sơn. Đây là cái khu di sản văn hóa nha. Đến đây thì thông thường chúng ta sẽ mua vé ở đây và được đón, được qua di chuyển qua bên kia để đi xe điện vào trong, tại vì cái khu thánh địa Mỹ Sơn này khá là rộng. Lần trước mình đi bộ, mình mất nguyên cả ngày trong cái khu thánh địa Mỹ Sơn này luôn mọi người. Tí xíu nữa thì mình sẽ giới thiệu thêm về cái lịch sử của cái khu di tích thánh địa Mỹ Sơn này. Ở đây á thì có một cái dịch vụ rất là dễ thương. Nếu như các bạn tới đây mà bạn muốn lưu lại, lưu niệm lại thì các bạn có thể yêu cầu nhân viên ở đây á, người ta đi bán vé, người ta sẽ chụp hình các bạn và người ta in lên vé để chúng ta lưu lại làm kỷ niệm. Thì cái vé tham quan nó sẽ bao gồm có là chụp hình lưu lượng lên vé nè, tham quan bảo tàng, để các bạn sẽ di chuyển bằng xe điện và xem biểu diễn văn nghệ và tham quan di tích. Lẽ ra chương trình buổi sáng nay tụi mình sẽ được xem biểu diễn múa ở trên tháp, nhưng mà mưa như vậy thì không thể được, tại vì ở đây nó có rêu, nó hơi trơn, nó ra có rêu nó hơi trơn, cho nên là sáng nay thì có lẽ là tụi mình chỉ có thể tham gia xem cái văn nghệ ở phía trong tháp thôi. Nhà mình xem ở khu nhà biểu diễn văn nghệ, nó sẽ nằm ở cái khu tháp rê. Và cái chương trình biểu diễn này nó sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng mọi người đó, và buổi chiều thì nó sẽ diễn ra lúc 14 giờ 45 phút. Nó sẽ có nhiều suất, ví dụ như suất 1 thì sẽ là 9 giờ 15 nè, suất 2 thì 10 giờ 45 nè, suất 3 là 14 giờ và suất 4 là 15 giờ 30 đó, vậy đó. Nó lại ngắn gọn sương sương vậy nha. Giờ thì mình sẽ di chuyển vào trong. Nghe giọng như hiểu khỏi. Nói gì mà không khó, người tình chơi chăn muốn lên bò nghe. Đầu tiên thì đi vô sẽ được đi xe điện mọi người nè. Nói trong một người thích đi bộ thì cũng được, nói trong đoạn đường nó cũng không so lắm đâu. Đoạn đường từ đây lên chỗ bị rất là bèn, đoạn đường từ bị những về tới đây. Tới đây là phải nghe cái giọng nói này nha. Xếp hàng và chúng ta đo nhiệt độ. Móc ổ mì nó xe nữa. Đúng rồi, tại vì tình hình dịch giả nên là đi tới đâu thì chúng ta cũng phải đảm bảo an toàn. Mặc dù đoàn này thì đã test rồi nhưng tới đây ai sẽ có nhiệt độ. Đợt ngồi đỉnh lên, tôi đợt ở đây đi, anh với đỉnh ngồi dưới điện qua. Bao nhiêu độ vậy? Trời ơi, chắc phải qua xe kia, không đủ rồi. Đi gì mà cứ đi nhanh.
We warmly welcome all of you, the tourists visiting ASEAN Tangles today. And now we'd like to introduce to you the dance Cham Village Festival Drum. This dance expresses the joy of Cham young people in their village festival, performed by the dancers group. Thank you.
canh tay có nè té không nha. Sợ mất vé. Đừng quá đi. Chỗ này mới trơn nè, chỗ này mới trơn nè. Lết. Ui, cái gì vậy? Cái gì vậy? Diễn sâu quá nha. Thôi đi duyên dáng không? Đi giống như cách đi vậy đó mới được. Chị nghe nói là bằng đoạn đường nãy giờ mình đi vô đó. Công nhận ở đây làm cái gì cũng mò lâu dễ sợ. À, bây giờ thì nói chung là chuyến bị sơn sáng đó người đây là quang cảnh xe trong mùa dịch nha mọi người. bao xe được, đại gia đây đại gia buồn bự đó vậy thôi đó, có nhiều thêm mình nữa đây đó. Vậy thôi đó, có chừng đó nữa mọi người, 1, 2, 3 mới bắt tài nữa là 5. Để coi xe này mấy chỗ nghe, trên này là 2, 5 rưỡi là bờ nha, 8, 9, 10, 1 đó, nhìn nè, xe 16 chỗ à, có ghế quay lại để ngồi bánh gây xong rồi đó, mà giờ trống lỏng trống thiên vậy đó. Bây giờ thì những nạn nhân của thời tiết sẽ quay trở lại Hội An. Ướt hết rồi mọi người. Tụi có chơi với anh Nguyễn ở Cà Mau không? Nói chung là tụi mình sáng giờ thì không được như ý lắm. Tụi mình chỉ xem được cái chương trình văn nghệ thứ hai, tụi mình không có quay được cái phụ công hả? Thôi mình là mình hủy lúc sau là về thổ cẩm của người Chăm đó, là mình đã không có quay được tại vì cái đường đi vô trơn như mỡ vậy mọi người, nên là hơi sợ nguy hiểm tại vì mình may nhiều máy quá nên thôi. Nói chung thời tiết không ủng hộ, chúng ta sẽ quay lại Biển Sơn vào một cái dịp khác. Tuy là không thực hiện được nhưng mà cái chuyến đi trước á, mình vẫn còn một ít tư liệu Biển Sơn vào cái lúc mà trời nắng hoa rất là nhiều, rất là xinh. Mình sẽ dịch kẹp ăn uống mọi người. Bây giờ bye mọi người ha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đi du lịch có bạn. Nói chung tình hình dịch giả như vậy thì để tụi mình hy sinh tụi mình đi chắc. Mọi người ở nhà xe thôi được rồi nha, để an toàn. Rước nước hả? Là nước ở suối ở bên nào anh? Cái suối đó tên gì em quên rồi, mà linh thiêng lắm, suối linh thiêng mà. Cái người ta xuống này, người ta để lên, người ta đội lên đầu lên cái này, đi có đồ đẹp lắm. Mấy bạn mặc áo lễ phục mà. Yeah. Mà hồi xưa đó là những người rước này là phải chọn rất là kỹ trong người Chăm. Em nè, kỹ lắm. Được không? Người ta chọn kỹ lắm. Cho nên hay. Đắt là bay người ta đi đường khác không mang lắm. Người ta đây giống như là một cái nghi thức lễ của người ta đúng không? Chúng tôi đã quay lại Mỹ Sơn rồi mọi người. Thay vì trời sụp sùi như hôm bữa thì hôm nay đó, thấy không? Nắng chang chang. Thì hôm bữa chúng ta đã không có được xem cái vũ điệu rước nước, bởi vì hôm đó quá mưa. Nó là một cái nghi thức đó, giống như anh Hà vừa nói thì đó là một nghi thức rất là linh thiêng. Thật ra thì cái điệu múa này người ta không có biểu diễn cho khách du lịch xem đâu mọi người. Tụi mình thì được một cái
đặc quyền, gọi là quảng bá du lịch cho Hội An, cho nên là tụi mình sẽ được xem, được quay cái vũ điệu này. Tò mò. À, mình sẽ bổ sung cái thước phim này vào cái tập của Mỹ Sơn, bởi vì hôm bữa là quá mưa luôn mọi người, mưa đến độ mà chương trình phải cắt bớt á, tại khó thực hiện quá. Đây bây giờ thì tụi mình đang đi vô cái bảo tàng Mỹ Sơn. Bảo tàng Mỹ Sơn hôm nay trời trong xanh quá, trời xanh mây trắng quá. Áo vàng, áo vàng anh. Trời. Rộn ràng kìa, nghe tiếng xôn xao. À, nước bên này mọi người, một nước nằm bên này, một nước nằm bên này. Ôi, chắc mình phải đổi mũ, mũ này nắng lắm. Đây là nguồn nước bên kia, cái này rất mời cho mọi người thấy nha.
Phần câm nín luôn, không dám nói lời nào. Mình sẽ chạy vòng một cái vòng nhỏ. Giờ sao? Phải đi xuống rồi đúng không? Hả? Ok.
Xem xong cái show biểu diễn, à không, mình phải không phải gọi là show biểu diễn, mình phải gọi là một cái nghi lễ, một cái nghi lễ rất là thiêng liêng của người Chăm, rước nước về thánh địa này, mọi người thấy không? Đó thì công việc của tụi mình sáng nay thì đã kết thúc rồi, tụi mình chuẩn bị lên xe để di chuyển về Phú Ninh. Mình rất là cảm ơn vì là mọi thứ đã diễn ra rất là thuận lợi, cũng như cái sự phối hợp của những diễn viên múa ở đây nè, người dân ở đây nè, hoặc là những cái nhân viên ở nơi cái khu thánh địa Mỹ Sơn này rất là dễ thương luôn mọi người, cho nên là ai cũng vừa lòng hết trơn á, ai cũng thích hết á. Mình cũng siêu vui luôn, và có một số hình rất là đẹp. Đó, điều quan trọng là như vậy đó. Mình hy vọng là nếu như mà các bạn có cái dịp đến với lại Quảng Nam thì thánh địa Mỹ Sơn cũng là một cái điểm đến văn hóa mà các bạn có thể lưu tâm, các bạn có thể tham khảo đến để biết, để cảm nhận được hết. Tại vì theo mình nghĩ là cái điệu, cái nghi lễ rước nước này nếu như mà đã thực hiện mà cách điệu lại tại cái sân khấu biểu diễn á, nó sẽ không cho chúng ta nhiều cái cảm giác như chúng ta xem tại cái nơi này. Khó tả lắm mọi người, nói chung mình cảm giác được cái sự thiêng liêng, mình cảm giác được cái sự huyền bí của cái vùng đất này. Nói chung là hài lòng và cảm thấy rất là bỏ công khi mà tụi mình đã chờ thêm một ngày nữa để cương quyết là sẽ quay lại đây để mà quay cho được cái điệu múa này. Mình mừng vì thời tiết đã quá thuận lợi khi mà ủng hộ tụi mình. Tự nhiên trong hai ngày vừa rồi mưa bão vào á, ảnh hưởng bão á, ảnh hưởng của hoàn lưu bão á, cho nên là Hội An mưa quá chừng luôn. Không ngờ là hôm nay thì đã kết thúc được, và bọn mình đã làm được một cái sản phẩm rất là ưng ý. Hy vọng là các bạn sẽ xem được những cái hình ảnh này trong những cái tour quảng bá du lịch của Quảng Nam. Hứa với các bạn là đây là những hình ảnh cực kỳ đặc sắc và rất là đẹp.
mình rất là quý mến những cái người bạn ở đây đã support cho tụi mình, để tụi mình có thể hoàn thành được cái công việc. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và hẹn gặp lại mọi người trong một cái tập mới, thú vị hơn về Quảng Nam. Trong cái tour này thì mình làm rất là nhiều phim về Quảng Nam, có thể là mình để đó cho mọi người, và nếu mọi người cần thiết những cái điểm ăn, những cái địa vị trí ở, những cái gì thú vị, nếu mọi người cần thì mình có thể để ở trong cái comment cho mọi người hen. Nếu mà thích thì hãy cho mình một like, một sub. Cảm ơn, hẹn gặp lại, bye bye mọi người.